Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì đã rất là lâu rồi thì mình mới gọi là có thời gian và cũng như có tài chính để đi mua giày dép, là nhận tiền từ chính phủ, không bây giờ đi mua giày dép. Thì hôm nay thì đây là lần đầu tiên mình quay cái clip liên quan đến mua sắm giày dép nhé. Đây ạ, ở Nhật thì thường hay mua đồ ở ABC Mart này, hoặc là nếu mà mua Nike hay là mua Adidas hay là các hãng khác thì mọi người đến có thể đến tận khu cả cái tòa đấy luôn, khu trung tâm của cái hãng đấy để mua. Đây là Fila phải không nhỉ? Đây ạ. Mua hai chị em mình đây. Giống đi bán giày dép nhỉ. Đây. Ở Nhật được cái thì là mua đồ rất là đảm bảo, là hàng thật ý mọi người ạ. Đi giày rất là lâu, thực ra là mình cũng không có chủ định đi mua sắm giày dép đâu. Thế nhưng mà lâu rồi không đi mua sắm nên là hôm nay sẽ đi đó. Và đây là cái hộp thứ hai. Đây. Cái đôi này rất là thích. Đó, đây rồi. Đây. Các bạn chấm điểm đi xem đôi này được mấy điểm. Đây. Rất là ưng ý cái đôi này luôn ấy, màu rất là thích. Đó, mình thì mình chỉ đi size tầm 23 rưỡi thôi. Đó, đôi này là size 24, giày thừa dép thiếu mà. Đấy. Bình thường thì mình hay mua giày thể thao của Adidas hay là mua gì nhỉ? Mua Yan. Nhưng mà lần đây có một đôi của Adidas đây ạ. Lần đầu mua kiểu này. Mọi lần thì mua kiểu khác. Đây ạ. Tại vì đôi này hôm nay thực sự là nó rất là bắt mắt mình. Đó. Mọi người nhìn thích đôi này không ạ? Rất là màu mè hoa lá cảnh đúng không ạ? Bạn chấm điểm đi. Thích đôi nào? Cái đôi này này. Nó rơi vào khoảng tầm man gì đấy. Cái này. Còn cái đôi Adidas thì nó hơn một man. Và được sale thì 30%, thế mà chắc là sẽ có thời gian sale mọi người ạ. Đây, ở Nhật các bạn đi mua thì nó sẽ có hóa đơn đầy đủ như thế này nhá. Không khéo chuyển sang lĩnh vực đi bán giày dép. Thực ra giày ở Nhật ý, đi mua nếu mà mua tỷ giá bên đây chưa có vận chuyển về nhà thì nó mỗi một đôi nó rơi vào khoảng tầm hơn 2 triệu, tầm 2 triệu gì đấy. Còn nếu mà ship về Việt Nam chắc là sẽ đắt hơn một chút, phí vận chuyển mà. Thế nhưng mà giày ở bên đây ấy, giày mình thấy là giày đi rất là bền. Không khéo sau này ngày xưa khi mà chưa sang Nhật thì mình không thích đi giày đâu ạ. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao từ khi sang Nhật ấy, đi chắc là có thể là do đi bộ nhiều nên là cũng thành ra thành một cái thói quen là hay đi giày. Thế nên là bây giờ nhìn thấy giày rất là thích đấy. Và sau khi mà mọi người thích đôi này thích đôi kia dần, mọi người mua sắm rất là nhiều. Thực ra thì khi mà nó đi rất là bền thì các bạn có thể dùng được lâu ấy, nên là mình chi trả ra cho một đôi giày ấy, thì nó khi mà nó đi được lâu thì mình thấy là ok, nó cũng bền cũng đẹp thì đầu tư đúng không ạ, phương tiện để cho chúng ta đi lại. Và đôi chân thì nó thực sự là nó rất là cần để bảo vệ, bởi vì là ở Nhật đi bộ nhiều lắm, chân càng ngày càng to ra. Đây, nếu mà bạn nào cần mình mua hàng mà gửi về Việt Nam cho ấy thì mình cũng có thể mua được, bởi vì là ở Nhật đi mua mấy đồ này nó cũng tiện thôi. Mình thì ở phố ấy nên là mua sắm nó cũng dễ. Đấy, và mình hay gửi thực phẩm chức năng về, thế nên là bạn nào mà cần hỗ trợ mua đơn giày dép gì đó thì có thể inbox cho mình nhá. Thực sự hôm nay rất là ưng cái đôi Fila này. Và cái đôi Adidas kia cũng là lần đầu tiên mình mua luôn ý. Hai
hai chị em mình đều nhìn cái đôi này đều rất là ưng, thế nhưng mà mua hai kiểu khác nhau cho là đỡ giống nhau, đỡ nhầm. Pila pila. Bye. Thực ra Nhật tầm này rất là nóng các bạn ạ, nóng lắm. Đây là ba đôi giày hai chị em mình vừa đi múc về. Đây. Pila này. Nhìn ưng đúng không ạ? Nè. Đây là đôi Adidas.